lại cặp 5018 nha các bác. Máy rất là đẹp, máy bị cái sạc luôn. Cặp kia bác nha các bác. Rồi về thêm cặp nữa. Này, giỏ mới chắc luôn. Cặp này là mới hơn cặp kia nhiều nha các bác. Này cái lường đó nè, bóng lón luôn. Con này là đảm bảo bác không có sơn giọng gì luôn nha các bác. Ba cục còn nguyên. Tích đùi vậy chứ vô hết nào các bác. Nè nè. Cặp này là bóng đảm bảo là mới hơn cặp kia nhiều nha các bác. Rồi hai con. Máy quá đẹp. Cặp này cặp khác nữa nha các bác. Dây đeo nó còn luôn. Có con còn dây đeo, con nó bị sức dây đeo hay gì rồi nha các bác. Hai con này là như mới vậy các bác. Này, cái dè nó các bác. May quá là mới. Này. Có tà đầu luôn nha các bác. Này, dèn gấp nó nè các bác. Cầu kỳ là không có đụng chạm gì hết nha các bác. Không có sơn phết luôn. Ba cục cũng nguyên nha các bác. Hai con đi gan một lượt vậy nha các bác. Vừa mới về cái sạc luôn nha các bác. Xuống xe lu bu quá quay không kịp cho bác rồi. Xuống xong rồi quay cho bác coi. Này nhìn cái lượng nữa các bác. Bao là không có đụng gì hết nha các bác. Xích dầu cho em nó bấm bẫy nha các bác. Này máy nào để giật cái này ra. Này trời, tì nó quá mạnh các bác ơi. Tì quá mạnh. Này ở dưới phần máy này bóng ló luôn nha các bác. Heo nè. Thứ gì chưa nói các bác ơi. Ngay chỗ này không có bung gì hết nha các bác. Nó bóng từ trên xuống dưới luôn nha các bác. Nó mới rồi các bác. Ừ. Này quá đẹp. Con này cũng mới đi gan đó nhưng mà chưa xịt dầu nha các bác. Mới xịt dầu được con à. Xích dầu lên là bóng bẫy à. Nè thì nó cũng nè. Quá đẹp. Mông béo lắm các bác. Rõ còn như mới không nha các bác. Này. Đó. Nè các bác. Nổ máy luôn hả? Có từng con hết chứ. Nổ từ con luôn. Nổ từ con cho bác luôn nha các bác. Mới 800 mấy giờ nha các bác. 807 giờ. Quá đã luôn nha các bác. Thank you.
755 giờ quá.
rồi, cứ video này nha, nếu có hay chụp like một xe nhé, một cái chuông lên được thông báo của kênh nhé, tạm biệt các bác.